4.500 các bạn, mua đầu có 3.100 thì nó bán 4.500, bán đập đổ, bán chặt chém. Trồng tiếp các bạn ơi. Ý còn 700 đồng mà khoan trồng bán trước các bạn, rồi trồng giữa đường cái nó lại hết tiền nữa. Khoan ba cái trứng được 3.000, cái mình qua bên đây 33 34 bó bông. Chà, trứng với bông bự nó hè nhau, nó đi chung mà. Nhiêu tiền? 6.000. Dư sức trồng lavender các bạn. Lavender có 50 trồng. Trồng được 120 cây. Trồng 130, 140 cây, 130 cây. Dư sức trồng các bạn ơi. Để tranh thủ mình làm cái nhà kho đó các bạn. Nếu có nhà kho đó thì mình bắt đầu mình mới chứa bò vô, chứa những cái gì mà mình không xài đó, mình chứa vô thì mình có đất rộng hơn. Thì một là mình mua gà thêm, hay là mua cái máy hoa thêm nè các bạn, mình tạo ra tiền thêm nữa. Còn mấy là mình mua đất thêm, tùy đó mình cũng sao. Giờ trong thời gian này thì mình tính vậy trước đi. Đây là vừa máy chạy mà vừa làm bông, thì bông nó còn như 300 cây, nghĩa là mình sản xuất bông ra nhiều hơn là nó làm. Thành ra cắt thêm chừng 3-4 máy nữa nó mới làm vừa đó các bạn, nó mới đều lại đó. Bạn thấy ghê không? Sản xuất dữ lắm. Sắp lên cấp 18 rồi nè các bạn. Tại mình trồng lavender nhiều đó, sẽ lên cấp lẹ, nửa tiếng trọng là nó lên cấp 5, cấp 18 để coi có gì là mình có nhiệm vụ gì đây. À, có nhiệm vụ ơi, giờ bấm không vô luôn các bạn. Lắc tới gì đó. À, bữa trưa à, mình có chỗ trống nè, trồng thêm lavender. Rồi xong, nghỉ mệt chút các bạn. Rồi mình lên cấp 20 rồi, bây giờ là lúc mà mình mua đất được các bạn ha. Mình mua miếng đất này đây được cấp 20 đây, nó cho phép. Ý 24.000 lận các bạn ơi, thì mình mua là mình hết tiền á, không mua đại làm liều các bạn, mua lại luôn 24.000 rồi. Đây lên cấp đó, làm liều các bạn nha, khoe luôn. Mua 3 miếng đất, 4 miếng đất rồi các bạn ha, mua 4 miếng này đã 4 miếng mà mới có ngày. Hy vọng mấy ngày kia mình có thể mua được nhiều miếng. Rồi cứ trồng tiếp lavender thôi các bạn, chứ không có gì hết. Trường hợp mà hồi nãy nó thiếu kinh nghiệm đó các bạn, thì mình sẽ chờ chừng ngày mai đó, mình sẽ xen canh và phân nửa là cỏ cho bò. Tại nó có 15 phút rồi các bạn, để lên cấp cho nhanh đó.
còn phân nửa là lavender để cho nó lấy tiền, các bạn thấy không? Mình tranh thủ kiểu đó đó, thì vừa lên cấp mà vừa lấy tiền được, chứ chút nữa mình có tiền là hết tiền rồi. Hết tiền rồi, để mình làm này xem, mình bán đồ có tiền trồng tiếp các bạn. Đây vừa đem bán đồ nhà xanh các bạn, vô đây đó các bạn thấy không, 8.000 nữa đó, ngon chưa, thì sẽ có 8.000 nữa rồi các bạn đó, thấy không, sướng lắm các bạn ơi. Bây giờ 8.000 mình mua cái máy này nữa đi các bạn, mua cái máy trước tính sao, chỉ chơi chơi tới cùng, vô cái hàng thứ ba đây, máy đây mua luôn, bệnh diệt cử các bạn, đây chết. Anh phải nằm ở đây, ơi dài 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 lộn rồi. Mình xoay đầu đó các bạn, mình xoay đầu đó, đây xoay đầu đó thì để vô được. Đây, đơn giản không các bạn? Đó, không có khó khăn gì đâu. Rồi, nhập ra bên đây vô luôn, làm lên, nhanh gọn. Giờ mình dời nó lên chút các bạn, để cho nó có chỗ, để mình quên dời trước khi mình mua. Hy vọng dời vậy thì nó vô vừa. Rồi giờ mình xây cái máy này, các bạn thấy có cái mũi tên nè, bấm vô mũi tên nó tự động nó xây dừa, các bạn thấy không, ngon lành chưa đó, vậy thôi. Rồi bây giờ mình định là sẽ dời đất này ra ngoài để cái máy trong các bạn, cho nó gọn ha. Giờ mình lấy cái này trước cái đã của tỉnh, bắt đầu là sản xuất đó các bạn. Bây giờ mình dời đất 4 miếng, mình đổ qua số 4. Rồi, mình dời đất 4 miếng. Bấm cái nó 4 miếng nó chạy ra đây các bạn thấy không? Đó, nó gọn hơn. Đó, rồi cho mình bấm trong này ra. Đem ra đây hết. Như mình dời đất thôi. Để mình chừa khoảng trống đó, có gì mình mua mấy cái máy đó bỏ vô nữa. Tham mà các bạn. Tham chừng mình thăm vô. Rồi, tạm như vậy đi. Để giờ cái máy này dân trước nữa. Đổ qua số 1 các bạn. Đổi qua số 1 mới giờ mấy cái một cái được. Đó, ở đó được một cái nữa đó các bạn. Thử lên nha. Chưa được, chút xíu nữa được. Dưỡng cái cây, dưỡng cây bằng này. Lấy cây ra, bỏ cây ra. Mở sắt vô. Dưỡng cây hoài các bạn ơi, cây đang ngủ trời ở đất dưỡng hoài. Dưỡng cây đây đi. Rồi, đó. Để bản máy vô cây dừa không? Dừa các bạn thấy không? Để đẩy luôn đi. Đó. Hôm nay bỏ này vô đi. Cho nó lịch sự chút các bạn. Giờ mình mới đất nè các bạn. Đất mình đổ qua 4 miếng nè. Cái mình mua lên. Mình chừa cái lỗ đó để dành cho cái máy cấy đi các bạn, muốn miếng không nhiều đâu. Bạn nghe không, người đất quá trời chưa. Bạn
chơi nhiều khi mê đó các bạn, nhưng mà các bạn nhớ là cái này chỉ trò chơi thôi, thành ra mình tranh thủ mình làm việc nhà trước các bạn nhé. Mình làm cái này sao rồi bấm vô cái vàng là nó sẽ mất cái đó rồi. Giờ còn dư tiền thì mình trồng lavender tiếp các bạn. Còn nếu như cảm thấy mà lavender nhiều quá thì mình có thể trồng cái cỏ của con bò đó các bạn, nó vừa rẻ tiền mà nó vừa có thể mình nâng cấp được các bạn. Để mình coi coi cây lavender mình còn được mấy mấy cây, 5 mái rồi. Đây, giờ coi 122 cây, 122 cây thì mình cũng trồng mới lavender đi. Còn như là, ơi nhận nhận quà các bạn ơi, nhận quà. Đây, nhận quà. Sao đâu, đó mình mua cái máy đó mình sẽ xài tới cái đó, không cần vấn đề. Thôi bây giờ mình trồng cái gần gần con ong đó các bạn, thì mình trồng cái cỏ cỏ này cho con ong nó bu, nó dễ hơn chứ. Cái trồng xa quá nó bu không nổi. Cái này là mình trồng dặm nha các bạn, trồng dặm để mà lấy kinh nghiệm đó, đó các bạn nha. Còn lavender mình trồng vừa đủ để mình thao tác cái bó bông thôi. Còn này mình trồng dặm lên. Tại vì mình còn có 100 cái lavender nữa. Mà thấy nó hơi nhiều các bạn. Cứ một mỗi một lần là nửa tiếng á, mình dặm nó thêm 100 cái gì vừa rồi. Cái ô đất này cũng trồng được 400 cây nữa các bạn. Nên mình dặm thêm cái này để cho nó có kinh nghiệm các bạn nha. Giờ còn cái này để bán trước các bạn, bán trước kiếm tiền các bạn. Đây, kiếm tiền mới trồng ra bên đây tiếp các bạn. Rồi, mình trồng lavender ở đây đi các bạn. 3.600 thì được bao nhiêu cây? 80 cây đó các bạn. Ghê không? Nó trồng dữ lắm. 70 cây, 72 cây đi. Các bạn không thấy nó lẹ không, nó dí theo kịp nhanh lắm. Bây giờ mình thu hoạch thêm để bán được cái, chắc đợt sau là mình có thể mua được thêm cái máy nữa các bạn. Rồi cái nó cứ sản xuất gì hoài mà tiền không, nhanh lắm. Rồi, nói vậy đi các bạn nha. Rồi chừng nào có gì mới mới nữa thì mình sẽ thông tiếp nha các bạn.